Hello, xin chào mọi người. Ở đây mình đã có một hộp thức ăn pumpkin, rồi peanut các kiểu ấy. Nè, nó màu vàng với màu xanh. Chắc mình sẽ lấy ra cho mọi người nhìn luôn. Đây. Đó. Thì mình đang để nó trong một cái hộp kẹo như thế này. Nhưng mà bây giờ mình đã suy nghĩ lại. Mình thấy hôm nọ mình uống vitamin C thì họ có cái hộp này. Đây, theo mình thì cái hộp này nó chống hỗ trên không để chống ẩm tốt, tại vì nó đựng vitamin mà. Thế nên mình nghĩ cái hộp này bây giờ mình đổi đường thức ăn thì nó sẽ hay hơn. Thế nên bây giờ mình sẽ chuyển từ cái hộp này sang cái hộp này. Đó. Nhưng mà mình nghĩ lại thì cái hộp thức ăn này nè, nó cũng hơi to so với test của mình thấy nó to quá. Tại vì có bả của mình thì nó sẽ ăn hết được một cục mỗi lần cho, nhưng mà có bả thì nó ăn không hết. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ cắt nó ra 1 phần 3, 1 phần 4 gì đó. Thế ra, đó còn là cái hàm màu xanh nữa nè. Rồi, mình sẽ cắt nhỏ nó ra. Sau đó mình cho nó vào hộp này. Rồi, bây giờ là trên một ngôi cắt. Thì chúng ta có một con dao. Wow, bố của bén luôn. Mình sẽ thử cắt xem coi như thế nào nhé. Ui, cục thức ăn này sau khi mà nó không được rồi, cứng lắm. Cục thức ăn này sau khi mà nó bị đóng cục lại như thế này nè thì nó siêu cứng luôn, không cách nào mà cắt được. Ban đầu mình tính màu mè cắt cho nó ra, nhưng mà bây giờ mình thử lại coi, mình sẽ dùng kéo cắt coi cắt được không. Ủa, dùng kéo cắt bình thường. Thế nên thôi, mình tính khoe con dao bén lắm nhưng mà cắt không được, cái tư thế cắt nó không hợp lý á, cho nên mình sẽ lấy kéo cắt nhé. Cũng không hẳn là hiệu quả lắm, mình muốn cắt thẳng cho nó đẹp nhưng mà nó không có thẳng và nó vụn cục thức ăn ra, không được hợp lý lắm. Không hợp lý lắm nhé. Thì mình chỉ cắt đôi trước đây, xem tình huống đây. Mình tính cắt nhỏ như thế này thôi nè, một khúc nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà cắt nhỏ quá thì nó bị vỡ cục thức ăn ra. Thế nên thôi, mình sẽ cắt tầm đôi trước. Ok. Sau khi chúng ta cắt xong thì chúng ta sẽ có được cái viên thức ăn nó nhỏ nhỏ cỡ này. Mình thấy cỡ này là vừa nè. Mình muốn nhỏ hơn tại vì mình muốn kiểm soát nó tùy bể, có một số bể mình chỉ bỏ có vài con tép chẳng hạn. Cho một cục này thì là quá thừa thải. Đó, mình muốn nhỏ hơn nữa nhưng mà cắt khó quá. Tạm thì cái vị trí này cũng ổn. Ở hai cái bể của mình đang nuôi, mình nghĩ cho cũng được nè. Mỗi lần cho mình cho khoảng cục cỡ này thôi. Theo mình là vừa đủ rồi. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ nó sang cái hộp này. Hy vọng nó không bị chơi ngu và nó tuột ra. Ây da, nó bắn lên ra một ít và cái bàn của mình. Rồi. Đó, chúng ta sẽ có cái hộp như thế này. Nhất định. Rồi mình để nắp lại thì nó sẽ kín hơi hơn. Ý tưởng tiếp theo của mình là mình sẽ sử dụng thêm một cái
cái này mình không biết gọi là cái gì nữa, nhưng mà thường thì mình hay dùng cái này để cố định mấy cái đường dây nước á. Mình sẽ kẹp bỏ cái này vô. Rồi, và chúng ta sẽ có một cái đúng như thế này. Cái đúng này mình sẽ gắn nó lên thành bả. Rồi, bây giờ mình sẽ thử đi xem coi hiệu quả khi gắn vào thành bả nó có ổn định không nha. Và bây giờ chúng ta sẽ có thành quả là cái cục này. Mình sẽ gắn ở trên thành bả để mình suy nghĩ xem gắn ở bên phía nào. Thôi được rồi, mình sẽ gắn ở phía này đi. Chờ mình một tí. Thấy có một con mồi. Chắc mình sẽ hạ hạ nó xuống một xíu đi, cao quá. Nè, ý tưởng của mình là mình sẽ gắn như thế này. Nhưng mà mình thấy bên này thì nó không hay lắm. Thôi mình sẽ để bên này đi. Đó, chúng ta sẽ có cái hộp kiểu kiểu như thế này. Và bên cạnh là cái cục để mình lấy thức ăn. Thì sau này bây giờ mình muốn cho ăn đúng không? Mình sẽ mở nắp như thế này. Sau đó lấy cái nhíp. Lấy một cục thức ăn ra như thế này. Đó, sau đó thả vào bể. Ý tưởng của mình ban đầu là như thế. Rồi, mình sẽ thử đóng nắp lại xem coi thao tác có ổn định không. Nãy giờ mình đang dùng thao tác bằng một tay ha. Ok, không có vấn đề gì lắm. Một tay mà mình thao tác cũng khá dễ. Rồi, đây mình đang cho bọn này nó ăn. Hôm nay hồi nãy mình cho như mình nói đấy, mình cho hai cục vào mình nó to quá. Bố tổ nó ăn mà học máu rồi, tổ nó ăn nửa ngày để ăn chưa hết. Đó, lý do tại sao mà bây giờ mình đi bẻ đôi nó lại như vậy. Nè. Ủa cho ăn nãy giờ là gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà tổ nó ăn không hết nổi. Tổ nó ăn mà tổ nó ăn gọi là tổ nó ứ hận luôn đấy. Đó, lý do tại sao hôm nay tôi phải đi cắt cái cục thức ăn ra là vì lý do như thế. Ăn ngu người ra. Ok. Rồi, mình sẽ quay sang bể Sula để xem thử sao bể Sula như thế nào nhé. Ok, bên bể Sula thì không có gì mới lắm. Để xem. Trời ơi, tụi nó ăn cũng học máu luôn. Ăn gọi là tụi nó ăn thế đều là tụi nó ăn lú hết người ra. Mọi khi mình hay cho ăn cái cục thức ăn của Du của Di thì nó bé xíu à, thế nên mình cho một cục vào là vừa ăn. Hôm nay mình cho cục thức ăn của Pumpkin với Peanut thì nó to quá. Nè, bạn thấy ở phía sau tụi nó cào nãy giờ 2-3 tiếng đồng hồ rồi đó mà anh vẫn chưa hết nổi nè. Mẹ cục thức ăn to quá, anh Nam Hoàng không biết tại sao anh làm cục thức ăn hơi to. Mình chưa hiểu ý tưởng của anh lắm. Cái bể của anh chắc anh nuôi cả ngàn con tép, thế nên anh làm cái cục đó. Chứ một cái bể của một người thông thường chỉ khoảng 50 đến 100 con tép. Chơi cái cục thức ăn chả bắt lửa như vậy, anh hoài không hết. Ăn thấy mệt luôn. Rồi, để mình xem coi cái bể này có cái gì mới không. Hồi lúc chiều mình cho anh tụi nó bù đây đông lắm ha. Nhưng mà bây giờ chắc tụi nó thấy là cả bể chua đây ăn nè. Nhưng mà mình thấy cục thành to quá, thế là mình phải bẻ nhỏ ra. Và nó bị dòng nước thổi băng hết vào sau rồi, thế nên bây giờ tụi nó chui ra sau nhiều hơn rồi. Thanh niên này mới gọi là đứng đứng im ru như cậu thức ăn luôn. À, mình hiểu rồi, giờ mình đang quay clip á, thế nên tụi nó hơi sợ, tụi nó đang... Nè, mà thấy con này không? Cái càng của nó ban đầu nó đảo 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 đảo, sau đó nó lại thấy mình nó lại đứng im ru. Một hồi sau nó thấy mình đứng im lại á, là nó bắt đầu đảo chân tiếp. Cái bể này hôm nọ mình mới tổng vệ sinh lại á, thế nên tiện thể mình quay sơ sơ một xíu cho mọi người xem tình huống sau khi vệ sinh thùng lọc luôn. Trên cục đá mình thấy có mấy cái chấp con không, nó nhỏ tới mức độ mà mình phải để cái camera đứng im một hồi lâu mình mới thấy được tụi nó nhúng nhúng. Đó, bạn nhìn con tép với lại cục phân nền đi. Đã dễ hình dung thì bạn nhìn cái tí lạ cái món con tay của mình nè. Sau đó bạn nhìn thấy con tép nè. Đó, bạn thấy con tép nó bé cỡ nào bạn biết rồi đó. Mình sẽ zoom lại cho mọi người nhìn tụi nó cho nó rõ rệt ha.
Đó, nó nhỏ tới cỡ này nè, bé như hạt é đấy. Ừ, tổ tép bọn này thì gọi là tép baby. À, rồi ok, mình thấy clip cũng tương đối dài, mình sẽ kết thúc clip ở đây nha. Bye bye, hẹn gặp mọi người những clip khác.